tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng đài truyền hình. Quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức, xin gửi đến quý vị phần bản tin đến từ Mississippi. Thủ đô Mississippi bị khủng hoảng nước. Các trạm phân phối nước đã được thiết lập ở Jackson, Mississippi để phát nước đóng chai cho cư dân vào hôm thứ Tư trong bối cảnh hệ thống nước của thành phố gặp khủng hoảng sau một cơn bão mùa đông. Vào Chủ nhật, chính quyền Jackson đã yêu cầu cư dân địa phương đun sôi nước máy do áp suất nước giảm sau các vụ vỡ đường ống thường xuyên xảy ra khắp thành phố. Các đội bảo trì đã tiếp tục sửa chữa các đường ống bị hư hỏng, nhưng thành phố vẫn đang trải qua tình trạng thiếu nước trầm trọng. Tình nguyện viên và cư dân cho biết thành phố Jackson cần cải thiện công việc của mình để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nước. Jackson với dân số 150.000 người, có hơn 80% là người da đen, từ lâu đã phải chịu đựng tình trạng chất lượng nước kém kinh niên và việc cung cấp nước cho hầu hết thành phố đã bị ngừng hoạt động trong vài ngày vào tháng 8 khi các biến chứng do nước lũ gây ra khiến một nhà máy nước ngừng hoạt động. Hàng ngàn người Hoa Kỳ đang phải vật lộn để đối phó với đợt đóng băng lạnh giá Bắc Cực và một trận bão dữ dội kéo dài trên hầu hết nước Hoa Kỳ trong nhiều ngày tới tận biên giới Mexico về phía Nam. NBC News cho biết, ở khắp đất nước, ít nhất 60 người đã thiệt mạng trong các sự việc liên quan đến thời tiết trong những ngày gần đây. Thợ hớt tóc cứu nhiều mạng người trong bão tuyết. Khi trận bão tuyết khốc liệt trong 45 năm đổ bộ vào Buffalo, thì Craig Austin, chủ tiệm hớt tóc CNC Cuts trong thành phố, đã mở cửa tiệm của mình cho những người bị mắc kẹt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 5 người được tìm thấy nơi trú ẩn tại tiệm hớt tóc của Austin. Anh đã cung cấp thức ăn, đồ uống, điện để sạc, điện thoại, chỗ ngủ trên ghế cắt tóc và trên tấm thảm trong phòng chứa đồ, cũng như tấm trải làm từ áo choàng cắt tóc. Austin nói những gì anh đã làm là xuất phát từ trái tim. Trận bão tuyết dữ dội trong 45 năm qua đã tấn công phía tây New York là một phần trong trận bão mùa đông rộng lớn và một vụ bão lạnh giá Bắc Cực khiến nhiệt độ đóng băng tận phía nam biên giới Mexico trong nhiều ngày khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 38 người ở khu vực Buffalo. Viên chức Buffalo cho biết 37 người tử vong tại Erie và một người ở Niagara lân cận. Theo Mark Polokras, quản lý quận hạt Erie, nhiều người tử vong trong và xung quanh khu vực Buffalo, ở rìa phía tây của hồ Erie gần biên giới Canada, được tìm thấy chết trong xe hơi hoặc trong tuyết, còn một số người tử vong vì ngừng tim khi xúc tuyết. CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị án chung thân. Ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Alibaba, vào ngày 29 tháng 12 bị tòa tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phán quyết của tòa sơ thẩm thành phố Sài Gòn được truyền thông nhà nước dẫn lại nêu rõ, ông Nguyễn Thái Luyện là người chủ mưu, cầm đầu và giữ vai trò điều hành, chỉ đạo toàn bộ mọi hoạt động của công ty Alibaba và 22 pháp nhân liên quan. Hội đồng xét xử cho rằng ông Luyện dùng thủ đoạn tinh vi lập dự án ma để chiếm đoạt tiền của hàng ngàn khách hàng. Bà Võ Thị Thanh Mai, vợ ông Nguyễn Thái Luyện, bị tuyên án 20 năm tù về cùng tội danh với chồng, cộng 12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Hai vợ chồng còn bị buộc bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt được tương đương 2.400 tỷ đồng. Hai em của ông Nguyễn Thái Luyện là Nguyễn Thái Lực bị tuyên 27 năm tù, Nguyễn Thái Lĩnh 17 năm tù. Những người khác bị án từ 10 đến 19 năm tù. Riêng bị cáo Huỳnh Kim Thắng đang được tại ngoại để chữa bệnh ung thư, bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Tòa cũng kiến nghị cơ quan điều tra các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu có dự án ma của Nguyễn Thái Luyện cần làm rõ vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, nếu có sai phạm phải xử phạt theo quy định của pháp luật. Kiến nghị công an thành phố Sài Gòn tiếp tục làm rõ và thu hồi 9 tỷ đồng mà bị cáo Mai đã chuyển cho hai cá nhân vì đây là tiền phạm tội. Trang mạng Việt Giải trí.com đã bị phạt tiền với lý do trích đăng bài của báo mà không có phép. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Việt Hòa bị Sở Thông tin Truyền thông thành phố Sài Gòn phạt tới 40 triệu đồng vì hành vi vi phạm trong lĩnh vực báo chí. Mạng báo Người Lao động Sài Gòn loan tin ngày 29 tháng 12, công ty này trích đăng bài vỡ từ cơ quan báo chí khác mà không xin phép trên trang Việt Giải trí.com. Công ty thực hiện không đúng quy định về ghi danh lưu trữ quản lý thông tin cá nhân theo quy định mạng xã hội VGT.vn.
Ngoài ra, công ty có những vi phạm và bị phạt. Sở Thông tin Sài Gòn được dẫn số liệu về 24 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực hoạt động báo chí cung cấp thông tin vi phạm pháp luật với số tiền là 780 triệu đồng. Bên cạnh đó, 58 tên miền bị tạm ngưng thu hồi trong năm qua. Theo Sở Thông tin Truyền thông, trong thời gian qua có những tình trạng tư nhân hóa rượu nguồn từ cơ quan báo chí cho những trang thông tin điện tử tổng hợp, tình trạng báo hóa của mạng xã hội trang thông tin điện tử, cung cấp thông tin gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí và hoạt động báo chí điện tử trái phép. Ngày 28 tháng 9, hãng Reuters trích những nguồn tin cho biết chính phủ Cộng sản Việt Nam chuẩn bị luật để hạn chế đưa tin tức lên mạng xã hội vì lo lắng khi chính phủ Việt Nam gọi là báo hóa mạng xã hội. Trong số 3 nguồn tin của Reuters có nói thêm, luật mới sẽ đặt cơ sở pháp lý cho biện pháp kiểm soát việc truyền đi tin tức trên Facebook và YouTube, cũng như buộc trách nhiệm thêm về việc điều tiết cho nhà cung cấp. Giới chức sẽ có yêu cầu các công ty mạng xã hội cấm các tài khoản nào vi phạm theo luật pháp Việt Nam hiện hành. Phim Mèo rừng, động vật Amazon giúp chữa lành vết thương do tinh thần chiến tranh. Harry Turner, một cựu quân nhân người Anh được đưa tới Afghanistan năm 18 tuổi, đang phải vật lộn với chứng PTSD, gọi là rối loạn căng thẳng sau chấn thương, và trầm cảm. Khi đó, anh quyết định thử một điều gì đó hoàn toàn mới ở Amazon thuộc Peru. Xa nhà và nền văn minh, Turner tìm thấy niềm vui khi chăm sóc một chú mèo con của loài mèo gấm Ocelot, mà sau này được đưa trở lại tự nhiên thông qua nhóm bảo tồn Hoja Nueva do bạn gái Samantha Wicker của anh thành lập. Chiến thắng và hành trình của họ là trọng tâm của bộ phim Wildcat, một bộ phim tài liệu được quay sâu trong khu rừng nhiệt đới, được công chiếu trên Prime Video của Amazon vào hôm thứ Sáu vừa qua. Bộ phim bắt đầu bằng một nốt nhạc dịu dàng với việc Turner phải lòng chú mèo rừng vui tươi tên Khan, nhưng sau đó trở nên đen tối khi Khan bị giết trong một vụ tai nạn, khiến Turner tuyệt vọng và Wicker lo lắng cho anh. Sau đó, anh nhận được cuộc gọi từ một người bạn rằng một chú mèo con Ocelot đã được những người khai thác gỗ tìm thấy và mèo Kenu bé nhỏ đã giúp Turner thoát khỏi nỗi đau buồn. Turner cho biết mọi người đã bày tỏ lòng biết ơn vì sự miêu tả thô sơ của anh ấy về chứng PTSD và trầm cảm. Các đạo diễn Trevor Frost và Melissa Lesh đã ghi lại cuộc sống của Turner, Wicker và những con vật của họ sau khi nhận Kenu. Kenu cần 18 tháng để được Turner nuôi dưỡng một mình trước khi được thả vào rừng, đặt ra một tình huống độc đáo cho các nhà làm phim. Với số tiền thu được từ 20 triệu Mỹ Kim mà Amazon Studio được báo cáo đã trả cho bộ phim tài liệu, Wicker đang xây dựng chương trình bảo tồn Hoja Nueva của mình, trong khi Turner đã thành lập tổ chức từ thiện Emerald Arch của riêng mình. Thưa quý khán giả, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp tối nay của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Linh Trịnh và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài, đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới chương trình quà tặng cuối năm lớn nhất trong năm, xin mời quý vị liên lạc về 7148925717. Quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Tiết Nha và Linh Trịnh xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị khán giả một buổi tối thật nhiều an lạc.